Hello, xin tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của Chuyên Mobile, kênh mua bán những con giá rẻ. Hôm nay là ngày 3 tháng 9 2020. Mình lại làm một video mới giới thiệu đến anh em những sản phẩm mà mình mới về trong ngày hôm nay mọi người nhé. Ngày hôm qua thì mình nghỉ lễ mình chưa ra video, ngày hôm nay thì mình về thêm được một số hàng mới nữa. Mình quay lên cho anh em để anh em xem là có lựa chọn được cái máy nào thì alo cho mình để đặt hàng em nhé. Hình thức mua bán với mình thì vẫn vậy thôi. Mình có ship COD cho mọi người ở xa, các tỉnh thành khác nhau. Mọi người có thể nhận hàng này, kiểm tra hàng rồi mới thanh toán mọi người nhé. Đó. Cái hình thức mua bán xa thì mọi người cọc cho mình từ 50.000 đến 100.000. Tiền cọc thì mọi người ra cửa hàng mua cái thẻ cào ấy, 50.000 hoặc 100.000, gửi cho mình cái mã số và số series cho mình nhé. Cái tiền cọc sẽ trừ thẳng vào tiền máy. Khi nào mọi người nhận máy thì mọi người trừ thẳng vào tiền đấy và thanh toán số tiền còn lại thôi mọi người nhé. Máy thì mình bán ra mình bảo hành đều, bảo hành 3 tháng và tặng bộ sạc cáp zin anh em nhé. Có máy nào tặng tai nghe thì mình sẽ nói rõ là sẽ tặng tai nghe. Rồi thì mình nói qua những sản phẩm ngày hôm nay thì mình có này. Đầu tiên là Galaxy Note 8 màn hình đốm mọi người nhé. Note 8 thì màn hình đốm được rất là mọi người quan tâm rồi. Thì hôm nay có một chiếc thôi nên là anh em nào xem thì chốt sớm cho mình nhé. Thì để mình gửi hàng luôn cho anh em. Một chiếc này Galaxy Note 8 màn đốm nhẹ, tí nữa thì mình sẽ nói chi tiết hơn nhé. Rồi là A8 2018, A530. Hôm nay mình về được thêm rất là nhiều nhá. Thì mình chỉ quay hai chiếc hai màu này tượng trưng cho anh em thôi. A8 2018 RAM 4 bộ nhớ 2 anh em nhé. Máy nguyên zin nguyên bản chống nước đầy đủ hết nhá. Mình về được hai màu này, vàng và màu xanh anh em nhé. Máy đẹp thì mình đang bán là 2.300.000 đồng. Máy một sim thì sẽ bán là 2.200.000 thôi anh em nhé. Rồi là đến S6E Plus ngày hôm nay thì về được duy nhất một chiếc máy bản Hàn. Đẹp gần như là mới luôn anh em nhé. Về được duy nhất một chiếc S6E Plus thôi. Rồi là S7S nhé. S7S thì hôm nay là có 1, 2, 3 này, 3, 4 cây. 4 cây thì tí nữa chắc mình sẽ nói rõ tình trạng nhé. Có cả máy công ty này, máy nứt kính này và máy bản Hàn anh em nhé. Ở dưới này thì có 2 cây A8 2018. Duy nhất 2 cây thôi anh em nhé. Máy nứt một tí ti kính thôi. Nó nứt một tí ti nhé, không ảnh hưởng gì cả. Mình bán rẻ cho anh em, về anh em dùng luôn. Rồi là S7 thẳng hôm nay về được đúng một chiếc bản Hàn Quốc, máy nguyên zin nguyên áp suất, pin còn rất tốt anh em nhé. Máy màu bạc rất là đẹp này. Rồi là S6 thẳng ấy, hôm nay về được hai chiếc bản Hàn Quốc một sim, cấu hình của nó là RAM 3 bộ nhớ 64GB cơ, bản Hàn anh em nhé. Pin rồi còn rất là cầm và hình thức rất là đẹp luôn, RAM 3 bộ nhớ 64GB. Cuối cùng thì có một chiếc Galaxy S4 này thì bán 450.000 cho anh em nào chưa có máy để anh em dùng chống cháy nhé. S4 rất là rẻ. Rồi bây giờ thì mình sẽ đi vào chi tiết, mình sẽ nói chi tiết cặn kẽ hơn những chiếc máy mình có trong video lần này mọi người nhé. Đầu tiên là chiếc Galaxy Note 8 đó. Note 8 này thì mình bán 2.800.000 nhé. Hình thức mặt sau là mặt kính này, viền này, đây để soi ký cho anh em viền, anh em tự đánh giá nhé. Để mình xem nào, viền thì nó có xuất sắc một tí ở cạnh đây thôi anh em nhé, không đáng kể gì cả. Note 8 thì vẫn như vậy thôi. Có cầu sạc Type-C này, jack tai nghe 3.5 và có một chiếc bút S Pen anh em nhé. Đó, bút S Pen để anh em mình ghi chép rồi là vẽ vời này kia. Dòng note thì nó như vậy. Chiếc note này thì cấu hình thì RAM 4 bộ nhớ 64GB anh em nhé. Galaxy Note 8 này. Đó, nó bị đốm ở đây anh em nhé. Nó bị đốm ở đây. Còn đâu là máy nguyên zin nguyên áp suất. Note 8 thì chạy màn hình 2K anh em nhé. Đó, máy nguyên zin còn áp suất luôn anh em nhé. Galaxy Note 8. Đây mình chụp thử camera cho anh xem này. Tất tần tật chức năng ok hết anh em nhé. Không lỗi lầm gì cả. Mỗi tội là nó bị đốm. Và màn hình trước thì nói chung là có vết xước phẩy nhẹ anh em nhé. Không đáng kể gì cả. Chiếc này đó, anh em nào ưng ý thì alo nhé. Máy có vân tay này, hai camera sau. Mình bán là 2.800.000 đồng, tặng bộ sạc cáp zin là bảo hành cho anh em 3 tháng. Anh em nào quan tâm đến chiếc Note 8 màn đốm này thì alo cho mình sớm nhất qua số điện thoại là 0358479029, Zalo 0979622994 anh em nhé. Cái phần địa chỉ cửa hàng mình đặt ở phần mô tả và cái đường link cũng ở đấy luôn anh em nhé. Anh em nào thì ưng ý sản phẩm nào thì alo cho mình qua số điện thoại trên. Nếu anh em nào mà biết thông tin của mình thì bấm vào mô tả video sẽ có thông tin của mình mọi người nhé. Rồi tiếp theo là đến A8 2018 anh em nhé. A8 2018 này thì hình thức đẹp khoảng 98-99% anh em nhé. Đẹp rất là đẹp luôn. Đó anh em hôm qua này, chiếc này chiếc màu gold anh em nhé. Chiếc màu gold này rất là đẹp luôn anh em nhé. Rất là đẹp luôn. Máy màn hình đẹp này, không ảm ố gì cả. Màn hình Super AMOLED anh em nhé. A8 2018 đây. Mình thử app anh em nhé.
Đấy, máy áp suất đầy đủ anh em nhé, A8-2018. Con này màn hình Super AMOLED này, cấu hình của nó RAM 4 bộ nhớ là 32GB, RAM 4 bộ nhớ 32GB anh em nhé, A8-2018. Cáp trước là hai mắt luôn. Pin thì cực kỳ trâu bò, nói chung là pin bọn này cực kỳ trâu rồi anh em nhé. Đó, chiếc này thì có hỗ trợ vân tay này sau lưng nhé, còn cả kháng nước đầy đủ. Cổng sạc thì Type-C rồi, jack 3.5, viền nhôm nguyên khối. Chiếc máy này thì mình đánh giá cực kỳ cao về cái hiệu năng của nó và cái pin, mức pin của nó rất là trâu này, viền thép này anh em nhé, viền nhôm nguyên khối, cầm cực kỳ chắc tay. Mình hiện tại thì mình có hai màu, đó là màu vàng và màu xanh anh em nhé, màu xanh cobalt này. Đó, A8-2018 anh em nhé, em coi này, viền viết này các thứ nhé, áp suất đầy đủ hết nhé. Máy thì tất màn đẹp nhá. Mình đang bán A8-2018 phiên bản một sim bản Hàn Quốc, máy đẹp là 2.2 triệu, còn máy được lên hai sim thì là 2.300.000 đồng anh em nhá. Anh em nào đang quan tâm đến sản phẩm A8-2018 thì alo để đặt hàng. Máy mình bao nguyên zin nguyên bản, máy mà mất áp suất rồi, máy mà đã sửa chữa rồi mình tặng anh em máy nhá. Đó, anh em nào phát hiện ra máy bung rồi, máy sửa chữa rồi thì mình tặng anh em máy. Đó, A8-2018 anh em nhá. Máy anh em vứt xuống nước cũng ok luôn. Đó, A8-2018, RAM 4 bộ nhớ 32GB, mình bán là 2.2 triệu và 2.3 triệu cho bản 2 sim. Rồi tiếp theo là tới S6e Plus, con này hôm nay có duy nhất một chiếc này anh em nhé, về được đúng một chiếc này thôi, bởi vì là S6e Plus bây giờ nó rất là hiếm, thị trường bên Hàn bây giờ gần như là S6e Plus được quá hiếm rồi. Chiếc này thì mình quay lên cho anh em này, cục sạc microcom nhé, jack nghe là 3.5, mic và loa ở bên dưới này đây. Con này thì viền nhôm nguyên khối và được thiết kế màn hình cong nhé, cong hai cạnh luôn. Con này màn hình sở hữu nó có bằng một chiếc Note 5 anh em nhé. Đó, nó bằng một chiếc Note 8 luôn chứ không phải là bằng một chiếc Note 5. Đây, màn hình đẹp luôn anh em nhé, không làm mố gì cả. Màn hình cong đều hai bên anh em nhé. Đó, màn hình cong anh em nhìn này, nó cong hai bên không? Màn hình này thử OLED cong hai bên rất là đẹp luôn. Máy thì có tiếng Việt anh em nhé. Để mình cài luôn tiếng Việt cho anh em này. Việt Nam nhé, tất tần tật là máy bên Hàn về là máy có tiếng Việt hết anh em nhé, chứ không phải là máy không có tiếng Việt đâu. Thế là anh em nhiều khi là không phải hỏi đấy đâu, mình bán cho anh em thì mình khắc tự sang đổi sang tiếng Việt cho anh em luôn nhé. S6e Plus này màn hình đẹp anh em nhé, màn hình đẹp này, không ngâm mố gì cả, máy nguyên zin luôn. Con này thì để mình thử quay camera cho anh em xem nhé. Đó, cam trước cam sau cực kỳ ok luôn này. Đó, đẹp chưa anh em? Đó, S6e Plus này. Con này thì có hỗ trợ vân tay anh em nhé. Máy để xem nào, RAM con này RAM 4 thì phải, RAM 4 bộ nhớ 32. Đúng rồi, RAM 4 bộ nhớ 32GB anh nhé. S6e Plus anh em nhé, máy màu xanh này, xanh dương này. Con này thì mình đang bán là 2.200.000 đồng, bảo hành 3 tháng và tặng bộ sạc cáp zin anh em nhé. Anh em nào đang quan tâm đến S6e Plus nhé, S6e Plus chứ không phải là S6e thường em nhé, nó to hơn chiếc S7 này, to hơn chiếc S6 nhé. Đó, chiếc này thì một sim, anh em nào đang yêu thích thì alo cho mình nhé, 2.200.000 đồng thôi. Qua số điện thoại là 0358479029, Zalo 0979622994 anh em nhé. Tiếp theo đến S7s này, S7s chiếc đầu tiên là chiếc màu vàng, con này là bản công ty 2 sim anh em nhé. Màn hình thì đẹp này, không ám mố gì cả anh em nhé. S7s bản công ty 2 sim, màn hình đẹp không ám mố gì cả. Máy màn hình cong hai bên anh em nhé. S7s này màn hình cong này. Mặt kính trước thì có sức săn nhẹ anh em nhé. Home thì nói chung là cũng có sức rồi. Viền đây, viền phẩy anh em nhé. Chiếc này viền phẩy này. Đó, nắp lưng ở ngoài, nắp lưng mặt sau thì cũng sức khá nhiều nhé. Chiếc này thì máy nguyên zin các thứ ok, pin cầm anh em nhé. Bản công ty 2 sim, màn hình đẹp không ám mố gì cả. Cái quan trọng là quan trọng cái màn hình anh em nhé. Máy Samsung đắt nhất màn hình. Màn hình này thì mình thay cho khách thì khoảng 2.2 triệu màn hình mới anh em nhé. Đó, con S7S này thì mình đang bán giá là 2.200.000 đồng. Máy bản công ty 2 sim máy sóng. Mình bảo hành 3 tháng và tặng bộ sạc cáp zin cho anh em. Mình giá là 2.2 triệu. Anh em nào quan tâm thì xem kỹ video và alo cho mình để biết thêm chi tiết anh em nhé. Rồi tiếp theo là một chiếc S7S, con này bản Mỹ anh em nhé. S7S bản Mỹ 2.5 triệu. Hình thức thì khá là đẹp này. Đó, máy nguyên zin nguyên áp suất anh em nhé. S7S này, chiếc này màu bạc em nhé, cong hai bên này, màn cong hai bên. Con này thì hình thức đẹp anh em nhé. Chiếc này thì RAM 4 bộ nhớ là 32GB, máy Mỹ anh em nhé, máy Mỹ một sim. Đó, con này màu bạc mình bán là 2.500.000 đồng. Em nào đang quan tâm sản phẩm S7S mà bản Mỹ thì alo cho mình nhé, giá cực kỳ hợp lý rồi, không có gì rẻ hơn anh em nhé. Với một chiếc S7S RAM 4 bộ nhớ 32GB. Tiếp theo là một chiếc này, chiếc bản Mỹ anh em nhé.
bán Mỹ này. Con này, này cũng hình thức thì viền được trước thôi, có đôi mặt trước mặt sau đẹp nhá. Con này thì bán 2,1 triệu, RAM 4 bộ nhớ 32GB. Đó, anh em nào yêu thích sản phẩm S7S này thì alo cho mình số nhất đặt hàng nhá. Tiếp theo là một con S7S. Con S7S này bản công ty anh em nhá, bản công ty 2 SIM kính nứt này. Công ty 2 SIM kính nứt ở bên cạnh này đây. Màn hình đẹp nhá, không áo mối gì cả. Máy nguyên zin nguyên áp suất luôn. Đó, S7E con này bản công ty 2 SIM nhá. Con này viền thì ok này. Kính nứt thì mình bán là 2 triệu. Trong ngày hôm nay thì bớt cho anh em thêm 100 thì còn 1,9 triệu. Đó, 1,9 triệu anh em nhé. S7E bản công ty 2 SIM kính nứt một đường ở đây. Anh em nào quan tâm thì alo nhá. Tiếp theo là đến hai chiếc mà kính nứt của A8 2018. Đó, màn hình đẹp nhận. Đầu tiên thì nói là màn hình sẽ đẹp anh em nhé. Màn hình đẹp này không ngả mối gì cả. Còn máy được nguyên zin nguyên áp suất luôn. Đó anh em nhé, nhìn này, áp suất này đầy đủ luôn nhá. A8 2018. Để mình soi qua cấu hình của con này nhá. Con này thì hình thức cũng rất là đẹp luôn này. Hình thức đẹp nha anh em nhé. Mặt trước mặt sau cực kỳ đẹp luôn, không xước sát gì cả. Mỗi tội là nó sẽ nứt kính ở đây. Anh em nhìn thấy cái đường nứt nhỏ này không? Đường nứt nhỏ này nhá, không ảnh hưởng gì đâu. Mình bán cho anh em về anh em dùng, anh em thả nước vẫn không sao nhá. Nước nồi ok. Đó, cắm chiếc cao sau cho anh em này. Đây anh em nhá. Đó, góc rộng góc hẹp này, cắm trước này. A8 2018 nhá, 1,8 triệu này. Bảo hành 3 tháng tăng bộ sạc cáp zin nhá. Nó nứt ở đây anh em nhá. Anh em nhìn thấy cái đường nứt nhỏ này không? Không sao đâu nhá. Nó rịa thôi, nó gọi là rịa chứ không gọi là nứt. Đây, một chiếc màu đen cũng 1,8 triệu nhá. Cái màn hình đẹp này không ngả mố gì luôn anh em nhá. Không ngả mố gì luôn, chiếc này chiếc màu đen. Hình thức thì cũng cực kỳ ok nhá. 1,8 triệu này. Đó, A8 2018 duy nhất một chiếc đen. Đây. Nó nứt một tí ở đây anh em nhá. Anh em nhìn thấy cái đường này. Đấy, một tí đấy thôi, không ảnh hưởng gì cả. Chiếc này chiếc màu đen anh em nhá. Cấu hình thì RAM 4 bộ nhớ 32GB, máy báo nguyên zin nguyên áp suất. Máy bóc ra rồi hoặc là máy đã sửa chữa không còn áp suất cho anh em. Đấy, vừa tư chưa. Tiếp theo là S7 thẳng này. S7 thẳng hôm nay về thì duy nhất một chiếc nhá. Máy hình thức đẹp anh em nhá. Đây anh em nhìn viền này. Viền rất là đều đẹp, không cần móc gì cả. S7 thường này thì đã có hỗ trợ sạc nhanh rồi. Màn hình đẹp nha anh em nhé, không làm mối gì cả. Đó anh em nhé, áp suất áp siếc đầy đủ luôn này. S7 này, S7 này thì có cấu hình RAM 4 bộ nhớ 32GB em nhá. Cắm trước cắm sau thì cực kỳ ok và nét này. Con này bản 1 SIM, hỗ trợ vân tay đầy đủ anh em nhé. S7 thẳng này, con này bản màu bạc, mình bán là 1,9 triệu anh em nhé. Anh em nào đang quan tâm S7 thẳng 1,9 triệu, máy đẹp, bản Hàn, màu bạc thì alo cho mình sớm nhất để đặt hàng nhé. 1,900,000 đồng. Qua số điện thoại là 0358479029, Zalo 0979622994 anh em nhé. Tiếp theo là đến S6 thẳng này anh em này. S6 thẳng anh em nhá. Con này bản Hàn Quốc này, có màu xanh và màu vàng. Hình thức thì đẹp được khoảng 97-98%. Viền viết đều đẹp anh em nhá. Viền viết đều rất là đẹp này. Đó. Con này con màu kiểu là xanh đen anh em nhá, kiểu xanh đen. Màn hình tật đẹp nha anh em nhé. Màn hình đẹp này, không ngả mố gì cả. S6 này thì có hỗ trợ một SIM thôi, có hỗ trợ vân tay luôn anh em nhé. Thử cắm trước cắm sau cho anh em xem này. Đó, cắm trước cắm sau ok hết anh em nhé. Hai chiếc máy đó là màu vàng và màu xanh này. Màu vàng và màu xanh anh em nhé. Máy tật đều đẹp cả, không xước sát nhiều và cũng không cần móp gì anh em nhé. S6 này thì mình đang bán tại cửa hàng mình là 1,450,000 đồng, tặng bộ sạc cáp zin và bảo hành 3 tháng anh em nhé. Máy này thì cấu hình RAM 3 bộ nhớ 64GB, RAM 3 bộ nhớ 64 anh em nhé. Mỗi sản phẩm này mình bán ra mình được lãi đúng 100.000. Anh em nào quan tâm thì alo để đặt hàng nhé. Mình bán ra bao máy nguyên zin, pin cầm anh em nhé. Tiếp theo là đến S4 này thì có duy nhất một chiếc em nhé. Đó, hình thức thì cũng rất sát rồi. Con này thì hỗ trợ màn hình AMOLED này, cực kỳ đẹp. RAM 2 bộ nhớ 32GB. S4 anh em nhé. Samsung S4 này. Cam trước cam sau thì chung là ok. Đó, cam cực kỳ nét em nhé. Bán cho anh em chiếc này về anh em chơi game này hoặc là anh em xem YouTube ok hết anh em nhé. S4 này, con này màn hình rộng 5,5 5,2 thì phải. Mình bán giá là 450.000 đồng. Anh em nào đang quan tâm thì S4 thì alo nhá. 450.000 đồng thôi. Rồi, quên mất còn một con A70 anh em nhé. A70 con này thì bản công ty này. Thì mình lấy cái rẻ mình lau qua đi cho anh em nhé.
Đây con A70 anh em nhé. Máy hình thức đẹp 99% luôn này, A70 này. A70 này thì thiết kế là viền nhựa này, lắp được sao lắp được nhựa anh em nhé. Con này thì RAM 6, bộ nhớ 128GB, bản công ty 2 SIM, đang còn bảo hành đến cuối tháng 12 năm nay. A70 anh em nhé, bản công ty 2 SIM. Cam trước cam sau cực kỳ ok này. Con này màn hình trên 6 inch anh em nhé, màn hình giọt nước và vân tay trên màn hình luôn. A70 này, máy rất là đẹp luôn nhá. Con này mình bán là 4 triệu đồng tròn. Anh em nào đang quan tâm thì alo cho mình để đặt hàng nhá. A70 bản công ty 2 SIM, mình bán là 4 triệu đồng tròn. Đó, A70 cũng là sản phẩm cuối cùng ở video lần này rồi. Mình chúc anh em có một ngày mới làm việc hiệu quả vui vẻ anh em nhé. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở video tiếp theo. Anh em đừng quên bấm đăng ký kênh, chia sẻ kênh, bấm chuông giúp mình để ủng hộ mình anh em nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.